Chắc xin chào các bạn, chào mừng các bạn nghe bé kênh mình là Úc Nhi Trinh TV đây. Tức là mình cái kênh của mình sẽ không còn là Úc Nhi Trinh TV nữa, mà là sẽ là Úc H1H4 nha các bạn. Ok, và hôm nay và ngày hôm qua mình đã đăng lên một cái tác cộng đồng là các bạn muốn mình quay Minecraft hay là về cái này anh chơi xa anh vậy đó các bạn. Và các bạn đã bầu chọn là Minecraft. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái video về Minecraft, về trận đấu của San. Và hôm nay mình đã chuẩn bị cho San Virus và Lapis San V2 và Master Khát Máu sẽ đấu với lại Bubble San. Và tập 1 sẽ đấu trước nha. Bây giờ mình sẽ đặt San Virus ra. Này, anh chàng khắc tính rất hay. Mình phải đứng sai là nó. Bây giờ mình sẽ đặt nha. 3, 2, 1, vô. Đây chính là cái cục xương nè. Có chưa lên San. Để có khi á, mình làm cho nó biến mất và mình sẽ đặt nó lại. Khi nào mà nó rớt xuống đất á, mình đi lấy cái này. Mặt nằm rồi. Các bạn đợi vài giây cho nó biến mất. Này xanh nó cũng đi rồi. Này này nó cao cao. Để mình đi lấy trứng nó ra nha. Quá là hậu đậu. Đây là mấy cái con cực kỳ mạnh. Mình sẽ không tết nó, tại vì nó rất là lắc. Lắc đến máy mình sẽ banh luôn đó các bạn. Mình lấy cái con xanh. Cái này các bạn muốn test hay là phải đi tới cái chỗ mà bằng thẳng nó mới test nó được hơn. Thank you.
nó sẽ xanh chết rồi đấy. Nó còn mà. Bây giờ mình sẽ lặt ra một con nữa nha. Rồi nó lắc nha người các bạn. Đứng game luôn. Rồi, nó biến mất rồi nha các bạn. Xanh virus 20. Và mình chưa nói các bạn nghe là rất là sắc bén là xanh virus với rồi. Xanh luôn rồi, mất tích rồi. Ở đây nó rất là lắc luôn. Không lắc được cái gì luôn. Siêu lắc luôn.
hỗn loạn ghê luôn. Nhìn nó y như là buổi tiệc máu luôn đó các bạn. Chắc là trận này mình sẽ cho nó là què đi một điều đi. Một điều. Mình đã nhờ Thiêu Lê Xanh cho mình vững sức mạnh đó, để tiêu diệt mấy con này nè. Ok, bây giờ mình sẽ chơi 1, 2, 3, 4, 5 con đi. Mình tới này đứng hoài luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Xuất hiện. Coi mày hồi sinh được hay không. Nói tụi nó đàn em á, hồi sinh hoài luôn, mình không hiểu luôn. Rồi chết luôn. Tính ghê luôn. Các bạn thấy mình đọc cái cục đất không ra cái gì là biết ở đâu rồi đó. Ok, trận đấu ngày hôm nay của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, đừng quên để lại cho mình like, một share và đừng quên ấn nút đăng ký để mình đạt được 1000 sub nha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Bye bye.